đánh mình xỉu đi. Luffy, hiện giờ tụi mình rất khó khăn, cậu giúp tụi mình ra khỏi đây được không? Giờ tụi mình cần bạn giúp đỡ. Bạn biết đường ra ngoài không? Đang nói chuyện với ai vậy chú? Bạn tôi. Bạn có thấy chìa khóa? Mình cũng chẳng thấy. Bỏ đi, mình tiêu rồi. Đúng vậy. Chào mừng. Đừng như số phận không thể đổi chứ. Yes, last play. Nhưng ảnh trong trò chơi điện tử mà sao ảnh lại ở đây? Trời ơi, mình cứ ngỡ đây là những vật mà Rally thầm thương trộm nhớ. Mình thấy chả có gì để mê. Tôi luôn muốn là một anh hùng, nhưng bọn tôi bỏ dậy quá khứ. Nó rõ như ban ngày. Ủa? Ai đi vậy? Với Riley, đó là bí mật sâu thẳm. Bí mật đó là gì vậy? Các cậu đừng quan tâm. Chào các bí mật. Một cảm xúc bất hảo vừa mới xâm chiếm khu đầu não. Nào, bây giờ các cậu có thể giúp mở cái hũ. Chào bạn, ta học tiếng Latin đi. Bạn có biết We Broke World? Mình cứu các bạn khỏi cái hũ, đổi lại bạn đưa ra khỏi đây hết cái lũ. Không, Luffy. Định mệnh của họ không nằm trong tay chúng ta. Chúng ta đã bị trục xuất rồi. Những kẻ dư thừa, vô giá trị. Anh không được nói như vậy. Anh quá tốt để làm kẻ bị dứt bỏ đi. Chờ chút nha Lance. Bộ cậu không nhớ tuyệt chiêu siêu mạnh của anh ấy hay sao? Coi mà xử đẹp cậu đẹp Riley. Đó, con chào châu. Cái gì vậy? Nghe tôi nói đây, Lance Lapley. Không một ai hoàn toàn vô giá trị. Nhưng tôi là một chiến binh bị quen rũa với đòn tấn công yếu ớt. Vậy anh phải biến khiếm khuyết của mình thành sức mạnh. Né ra đi hỡi những bằng hữu, bởi vì tôi sẽ cứu mọi người khỏi đó.